và chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến dòng chữ quyết chiến quyết thắng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hy vọng họ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng này. Vâng, chữ Quy. Chỉ cho nghiệp vụ chúng ta sẽ cảnh giới ở phía sau để cho đội tuyển có thể thực hiện các cái phát bắn tiêu diệt mục tiêu. Chia sẻ thêm với quý vị khán giả là đối với chú chó nghiệp vụ thì trong cái quá trình huấn luyện đã được huấn luyện đầy đủ về làm quen âm thanh tiếng nổ. Dừng chữ cái đang lật lên rồi, quyết chiến. Quyết chiến, quyết. Còn hai chữ nữa. Còn hai chữ. Cố lên nào các đồng chí. Chữ N và chữ G. Chữ N đã hiện rồi. Tuyệt vời, chúc mừng đội tuyển quân khu 1 quyết chiến quyết thắng. Thật tuyệt vời, đây cũng chính là khẩu hiệu để chúng ta chào mừng 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xong chưa?